tập xong nó mệt lắm các bạn. Đáng lẽ thường thường á, tập xong á là ưu tiên mấy Mew Redemption. Nhưng mà có một cái bữa nay chiều đói quá, làm hết hai Goblin rồi, vượt chi tiêu. Ngân sách ngày cho có hai Goblin thôi. Mew Redemption của Di á, giờ hiện tại ngân sách á, một ngày á là hai Goblin với một lon bia. Xài hết rồi. Bây giờ không có bia rồi. Các bạn biết không? Đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ 35 phút. Tức là giờ á Di sắp nghỉ ngơi. Uống xong này là hai cúp. Xong rồi lên gặm đỡ trái cây, hoa quả này nọ cho có một màu xanh một chút. Rồi uống cao siêu đi ngủ. Đó, bởi vì cái việc mà boss một cao của mình nó như thế nào á, thì nó phụ thuộc vào cái giờ sinh học của mình. Nếu mà bây giờ á, mà mình ăn no quá, nhiều quá, mình đi ngủ liền á, thì nó cũng tốt. Nên đôi khi so sánh cái nào tốt và cái nào khó nói lắm. Giờ các bạn hỏi cái miền Tây, cái miền Trung, cái miền nào đẹp hơn, bỏ tay. Thưởng thức đi các bạn. Đừng so sánh. Mọi sự so sánh trên đời đều khập khiễng hết. Mà nhất là so sánh mấy supplement này càng khập khiễng. Giờ tập xong đó ta. Mệt quá đúng không? Lycogen nó gọi là nó empty rồi. Nó hết rồi, giờ có nào đổ này vô đây không ta? Nó là sao ta? Mới mua qua luôn á. Uống mới được có 2 cúp rồi. Đổ nước xong đổ vô đây nè. Cảm giác đó thì không biết có ai có chưa. Tưởng tượng chết mồ hôi lỡ tay, tính uống 2 cúp mà giờ đổ 500 cái lít nước, không lẽ đạp lần 1000 cái lít nước trời. Căng à. Nhưng mà nói với các bạn là cái trữ lượng cái bia của Nhi không có thôi, chứ uống nước ngọt cái ngày xưa uống nước ngọt là trùm, mà bây giờ uống nước là bá đạo. Bây giờ có một số bạn cứ nói là Duyên giờ ngày uống chỉ nó uống 10 lít nước thứ nhất không, các bạn không tin. Rồi có một số bạn khác thì bạn tốt hơn tin, nhưng mà chữa chị khùng thì thôi. Cũng hy vọng một ngày nào đó thì các bạn nó sẽ hiểu, chị uống nước nhiều nước ít thì nó tùy thuộc nhu cầu thôi, tùy thuộc nhu cầu tùy thuộc khả năng. Bây giờ tủ lượng người uống năm chai, có người hửi vô cái say chứ sao giờ. Nói cho đỡ mệt thôi, để câu giờ uống lúc mà mệt quá nó không có tốt. Các bạn thấy tay rung không? Tức là uống nước mà tay rung nhẹ, không qua là di diện, nó là rung thật. Cơ nó banh chành lắm. Ngày quay hai cú, đuối lắm. Các bạn tập ngày tập có một buổi thôi, nhưng mà khi làm mấy cái clip này, quay mấy cái này thì trong vòng 45 phút không bao giờ xong được. Phòng tập á, là Di quyết định là quay sau 9 giờ để cho các bạn viên về hết, để cho yên tĩnh mà quay. Sau 9 giờ setup sân khấu xong 10 giờ, mà hôm nay làm trễ. Setup sân khấu xong khoảng chừng 10 giờ rưỡi là Di bắt đầu xuống đây khởi động và quay. 10 giờ rưỡi. Bây giờ 1 giờ 40. Thì trung bình một buổi quay là 3 tiếng. Vận động trong 3 tiếng không đơn giản như vận động trong 1 tiếng. Đôi khi Di nói ra phải là than vãn. Thật sự là làm cái chùm giáo án OT này, hay là một khi mà Di đứng lên Di quay trong mấy chương trình gym week đó, là cả Di hy sinh hết mấy tháng tập luyện. Hy sinh. Không có cái sách nào mà dạy tập luyện 3 tiếng ngày mà tập giữa mắt OT này hết á. Nhưng mà nếu mà không làm về thì không có clip. Mà bây giờ nhìn mấy clip mà quay nhiều góc thì nó sướng mắt quen tay rồi. Để Di xin lỗi, sướng tay quen mắt rồi. Mà bây giờ quay lại kia clip hồi xưa vẫn có máy quay vậy thì mình không có chấp nhận được. Nó đôi khi không biết là cái việc mình làm nó hiệu quả hay không. Nhưng mà hiện tại là cũng rất là vui, vì nó cũng mang một cái gì đó. Thứ nhất là nó luyện kêu cho cả team, thì sau này còn làm ăn được chuyện lớn chuyện nhỏ. Bây giờ mà mấy cái tối ngày quay mà kêu dựng mai chứ máy quay không á, thì có thể là sau này thì ra ao làng mà không nổi cái chuyện đó, ra biển lớn đúng không, sông nó sóng đánh còn chìm. Biết giờ ba em mà thích không? Vô phát các bạn ha. Trên tay các bạn có gì uống đó. Có nước lạnh uống lạnh, có bia uống bia, có trà đá uống trà đá, có canxi uống canxi, thậm chí bạn uống rượu cao cũng được. Mình vô nha là tình nghĩa, chứ không phải vô nha là phải bia bọt, đúng không? Duy không có đồng ý với cái luận điểm là vô phải là vô bia. Trên bàn có gì vô đó. Đó là tôn trọng nhau mà. Cuộc sống này phải tôn trọng nhau thì mới sống được với nhau.
thật ra uống lần hai cốc pha di sang gì, không tại nhu cầu có thể bạn ơi. Nhất là tập 3 tiếng với khối lượng tạ rất là nặng thì BCA là tốn 3 liều, chưa kể liều cao như có rồi, giờ phải đắp thêm này với 2 liều 50g đầu tiên. Tại khối lượng cơ của Di xoay quanh khoảng chừng 40, lượng mỡ 8%, giờ lên ký rồi bạn ơi. Giờ quay mấy cái này chứ cái kiểm soát không nặng không có được, lên ký rồi khoảng 75 rồi cho bạn. Nhưng nhìn giờ xấu rồi, xấu kinh luôn, đi ra đường ai cũng nói giận quá. Ú 75kg hết đẹp rồi, ngày xưa 72 nhìn bị ngon đẹp, giờ 75 không tập luyện theo chế độ, không có chế độ nào 3 tiếng như gì đó nói là nên cái cân nặng của mình đôi khi nó thay đổi rất là, giờ mở chắc phải 89%, mở 89% mà 75kg coi như là mở 10%, dễ tính ha, là cái body fat mình là nhiêu, 75 nhân cho 0.1 là 7.5kg, 7.5kg 75 nằm tròn khoảng chừng 68kg liền đúng không? 68kg phát đi mass thì 68kg phát đi mass này á, cái lượng protein hàng ngày theo pháp MOT, MOT thì không tính vậy, tính dựa trên cân nặng luôn mà. Mai mốt thì Di sư dẫn các bạn tính cách MOT, dinh dưỡng MOT. Protein ngày phải 300 mấy. Thịt cá có đủ mà, nói chung là Di cũng ăn ghê lắm. Nói chung là Di không giàu được tại vì Di ăn quá nhiều. Vì đó khả năng maximum của gì có thể uống 2 lít nước một lúc, 2 lít lúc mà no bụng rồi, nhưng uống nữa thì nó chắc nó không còn bị giác, chứ nổi thì chắc vẫn nổi. Nãy giờ bạn thấy đó, 2 lít, bổ lộn xin lỗi, 2 lần nửa lít là 1 lít. Trước khi uống này là uống 1 bình rồi, cái bình BCA với nước lọc cộng lại cũng 1 bình rồi, 1 lít rưỡi rồi. Ra ở Việt Nam này Di rất là kiên trì mắc OT, tập mắc OT có 3 năm, 4 năm nữa. Những cái Di có được ngày nay á, không thể nào, mặc dù Lean Body là cái mà Di tâm đắc nhất, nhưng mà mắc OT là cái thay đổi. Nếu mà ngày xưa không biết mắc OT á, thì bây giờ có thể kiến thức nó không được rộng như giờ. Di đâu kiến thức rộng so với bản thân Di thôi, chứ Di không so với bất kỳ ai cả đó. Cảm ơn mắc OT, mặc dù cái sau này Di ra cái án Lean Body nó chi tiết hơn, gọi là nó thiết thực hơn trong cuộc sống. Nhưng mà mắc OT thì nó là cái gì? Trải nghiệm dành cho tuổi trẻ, sức khỏe và bình thường, thể chất và bình thường. Bạn có tuổi trẻ và có nhiệt huyết thì bạn có thể thể sử dụng mắc OT. Hoặc là những bạn nào đó muốn tăng sức mạnh thì bạn có thể trải nghiệm mắc OT. Có một cái phương pháp là 5-5-5 đó, trong clip. Nhưng phương pháp này tập tăng sức mạnh rất tốt, nhưng mà xét về thể hình đó thì nó không đa dạng được như mắc OT. Do đó cái chính là Di vẫn yêu mắc OT. Mắc OT là phương pháp tập sức mạnh duy nhất để cải thiện sức mạnh duy nhất mình nghĩ tới thời điểm này mình sẽ được. Còn Lean Body á là cái để hoàn thiện duy trì đó, nó có những cái phân khúc khác nhau như vậy. Thì cả Lean Body, mắc OT, success gì đó nó đều là giá đại học hết. Thì các bạn cứ tốt nghiệp trung học phổ thông, con đường luyện công 1 năm ngày trước, các bạn đã nhuần nhuyễn cái kỹ thuật động tác, các bạn đã nắm hết được lý thuyết, thì bây giờ các bạn qua mắc OT, các bạn tập nó mới chuẩn bị. Còn bây giờ các bạn nội công nào yếu yếu, các bạn xem clip các bạn có động lực á thì các bạn cứ để đó thôi. Chứ mà các bạn nóng vội quá, em mới tập tạ có 2 tháng nè, hồi giờ bút bắt OT luôn cho nó men, cho mấy bạn nó sợ, nó sợ thật thiệt. Nhưng mà khi lúc đó đó mình có thể tạm gọi nó từ phim trưởng là tẩu hỏa nhập ma, tức là bạn sẽ bị nội thương nó khắp cơ thể mà bạn không hề biết được. Tới một ngày nào đó bạn biết được á thì nó cũng hơi muộn rồi, nó muộn nhiều một ít, nó tùy thuộc của lúc mình phát hiện ra đó. Thì đây là những cái lời thật sự là chân thành của một người tập gym cũng khá lâu ở Việt Nam này. Nó so về tuổi đời tuổi nghề thì cũng là 13 năm đó. Cũng đủ để có những cái mà trải nghiệm thực tế để chia sẻ với những bạn cần đến nó. Còn những bạn nào không cần thì thôi, vì nó không có gì cả. Tại vì THOL hay là Duy có kỳ vọng một cái lớp THOL cool, tại đó là những học viên, những học viên mình chỉ xem là đó là những học viên để có thể là train cho các bạn một cách nó bài bản. Tất nhiên là Duy không nào train trực tiếp từng bạn, chứ có thể train các bạn qua những video đó. Thì bạn nào
gọi là tâm đắc với cái triết lý thể hình phục vụ cuộc sống, tập thể hình để chi, để mình thành công hơn trong cuộc sống, thì các bạn có thể đồng hành với Duy cho đến suốt cuộc đời. Đêm đã giờ khuya rồi, tâm sự cũng đủ rồi, vô phát cuối ngủ nha các bạn. Bye bye các bạn, chúc bạn ngủ ngon. Bây giờ Duy dọn tạ với dọn rác đây.